Sư cho con hỏi phẫu thuật thẩm mỹ có ảnh hưởng tới nghiệp không sư? Vì nhan sắc mình là quả do nghiệp của kiếp trước. Nếu mình thay đổi thì có tính là mình đang không chịu nhận lấy quả của mình không sư? Và nếu mình phẫu thuật thẩm mỹ ở kiếp này thì những kiếp sau có quả gì không sư? Bây giờ trời nó bắt đầu nó mưa đó, cho nên là cái đường truyền mạng nó cũng bắt đầu trục trặc. Chúng ta nên phân biệt như thế này, mình đừng có cái gì mình cũng đổ thừa cho nghiệp. Thí dụ ha, cái cây mà nó ngã về phía của mình á, rồi mình có né không? Chừng nào á mà mình né mà nó vẫn trúng thì khi đó mình nói nghiệp thì sư còn chấp nhận được. Chứ còn mà mình không né, mình cứ đứng đó mình ngó cái cây nó bắt đầu nó nghiêng rồi mình cứ ngó nó ngã, nó nghiêng về phía mình rồi mình vẫn cứ tiếp tục mình ngó thì nó đè trúng mình rồi mình kêu do nghiệp thì nó không phải do nghiệp, nó do ngu nha. Nó phải do nghiệp. Mình coi chừng cái thuyết định mệnh, tức là mỗi một người có cái số mệnh rồi, tức là nó có cái tướng như vậy đó, cái tướng mệnh như vậy thì mà nếu mình đổi nó thì nó thay đổi số phận. Sư thấy nhiều người họ phẫu thuật thẩm mỹ, ví dụ như phẫu thuật cái bàn tay, họ có cái đường chỉ tay, họ muốn phẫu thuật cái đường chỉ tay để cho nó nó gọi là cái đường tài lộc, ví dụ như vậy, hoặc là cái đường sức khỏe, đường công danh. Thì xin thưa là cái vấn đề á là do cái nghiệp của mình ở quá khứ và sự nỗ lực của mình ở hiện tại. Còn cái chuyện là mình thay đổi cái ngoại hình thì nó cũng không có thay đổi gì cái chuyện đó hết. Nó giống như ông vua mà ổng có mặc áo thường dân thì ổng cũng là ông vua. Mà cái con khỉ á, nó có mặc áo ông vua thì nó cũng cứ là con khỉ. Tức là nếu như bây giờ sư giả sử như mình có cái phước giàu đi ha, mà bây giờ mình ngó cái bàn tay của mình, do cái phước giàu á, thí dụ nha, nó thể hiện lên cái lòng bàn tay mình có cái đường chỉ tay là giàu, bây giờ mình chơi là mình xóa sổ nó đi thì cũng không vì cái chuyện mình xóa sổ cái đó mà mình mất cái tướng giàu rồi từ đó là mình nghèo. Không phải, chỉ khi nào mình mất phước hoặc mình làm chuyện ác, khi đó là mình hết phước thì mình nghèo, thì cái đó có, chứ không vì cái chuyện là mình tẩy cái đó mà mình nghèo, không có. Là mình nghèo rồi mình phẫu thuật để mình có cái đường chỉ tay cho nó giàu thì cũng không vì cái chuyện có đường chỉ tay đó mà mình giàu được. Như sư nói đó, ông vua có mặc áo ăn mày thì cũng là ông vua, mà con khỉ có mặc áo ông vua thì cũng cứ là con khỉ thôi. Đừng có lo mấy chuyện đó. Sợ là sợ mình vướng vào cái gì? Vướng vào cái tà kiến. Đó, coi chừng mình đặt nặng cái thuyết định mệnh. Cho nên là cái nào nó ra cái đó. Cho nên là sư vẫn mong là quý vị làm ông vua ha, chứ đừng làm khỉ, nó kỳ lắm. Xin mời Đại Đức Tuệ Tương chia sẻ về vấn đề này. Xin thưa Đại Đức, xin thưa quý vị. Thật sự khi đọc câu hỏi này, sư nghe Đại Đức Hành Tại trả lời, suy nghĩ lại sư Đại Đức Hành Tại trả lời câu hỏi này nó khéo quá, cho nên sư nghe mỗi lần suy nghĩ là sư rất là tức cười. Vì trả lời quá đúng rồi, giờ cũng biết bổ sung gì thêm. Nhưng mà đại loại như là cái câu cuối nói là, và nếu phục thẩm mỹ ở kiếp này thì những kiếp sau có quả gì không? Nó có quả thôi vậy. Nếu quý vị làm thiện thì được quả thiện. Nghe nó bị làm, quý vị làm thiện á, nhân thiện á thì đưa quả an lạc. Còn nếu quý vị làm bất thiện thì đưa đến quả đau khổ, thế thôi. Đó là sư phần trả lời sư. Chứ câu hỏi này Đức Hành Tề trả lời nó quá chính xác, quá đúng rồi. Dạ, xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Quý vị hoan hỷ ha. Do bây giờ cái mưa bão rồi. Nói chung ở đây hễ mà mưa cái là đường truyền nó chập chờn à. Quý vị có thể xem những cái video ngắn phát lại ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.